Kính chào các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng cấm nói Phạm Bình Minh cúi mặt mừng Trung Quốc, Vương Đình Huệ đem hoa. Vâng, thưa các bạn, trong thời gian vừa qua tại Liên Hợp Quốc chúng ta đã đọc và xem rất nhiều những thông tin về việc ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có phát biểu tại đây. Và bên cạnh đó chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những vụ việc tàu thông Trung Quốc cùng những tàu hải dương 8 và các tàu hải cảnh đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đó là vùng 200 hải lý để đo đạc, và dường như họ chuẩn bị để khai thác dầu khí ngay trong vùng biển của Việt Nam, và điều đó không thể chấp nhận được. Và sau khi bài phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Liên Hợp Quốc được phát ra vào ngày hôm qua 28 tháng 9 năm 2019 đã làm rất nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước thất vọng, vì trước đó họ đã hy vọng với vai trò của người đứng đầu Bộ Ngoại giao cũng như Phó Thủ tướng thì ông có thể cất tiếng nói trung thực và mạnh mẽ lên án việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, nhưng điều đó đã không diễn ra. Và chúng ta chỉ thấy đó là phát biểu của ông như sau: Việt Nam đưa căng thẳng Biển Đông ra Liên Hợp Quốc nhưng lại tránh nói tên Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 28 tháng 9 đã đưa vấn đề căng thẳng ở bãi Tư Chính giữa Trung Quốc và Việt Nam ra Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhưng tránh nêu tên Trung Quốc. Trong bài phát biểu dài khoảng 15 phút trước Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, bao gồm những vụ xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán ở vùng biển của Việt Nam đã được xác định bởi UNCLOS, tức là Công ước về Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982. Các nước liên quan nên kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp hoặc làm tăng thêm căng thẳng trên biển, và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật quốc tế, bao gồm UNCLOS. Đây là một nội dung của bài phát biểu của ông Phạm Bình Minh đã được trích đăng trên một số trang báo quốc tế ngay sau trước đó. Và mong đợi của hàng triệu người thì đã không được ông Phạm Bình Minh đáp lại, vì ông đã né tránh tuyên bố nêu chính Trung Quốc là nước đã đưa tàu Hải Dương 8 và lực lượng tàu hải cảnh vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khảo sát trong gần 3 tháng qua, mà hình ảnh chúng tôi cũng đã chia sẻ trước đó và xin gửi lại các bạn để cùng tham khảo thêm. Đó là việc ngày 20 tháng 9, tàu Hải Dương 8 tiếp tục hoạt động sâu tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và biểu đồ của chiếc tàu này như vậy. Và đường khảo sát được thực hiện vào ngày hôm qua song song với bờ biển Việt Nam và khá gần bờ biển. Có điểm ở tuyến khảo sát này chỉ cách mũi La Gàn, Bình Thuận 144 km, cách mũi Dinh, Ninh Thuận khoảng 140 km mà thôi. Và với hình ảnh này thì các bạn thấy rằng Trung Quốc đã tiến rất sát vào bờ biển Việt Nam, và đường hành trình của họ mỗi đường, mỗi vệt như thế này kéo dài đến hơn 200 km và không, gần như là không bị phía Việt Nam ngăn cản gì, và nó đều kéo thẳng tắp theo đúng như lộ trình họ mong muốn. Và đây là cái điều mà Đảng cũng như chính phủ Việt Nam và quân đội Việt Nam cần phải xem xét lại cái hiện trạng của mình để bảo vệ được Tổ quốc. Việc đó đã chưa được hoàn thành trong thời gian vừa qua khi Trung Quốc vào vùng biển của Việt Nam, và đặc biệt nghiêm trọng hơn, với cơ hội được phát biểu trước quốc tế tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì ông Phạm Bình Minh đã không thể nói, hoặc là có thể nói là không dám nói rõ Trung Quốc là tàu của Trung Quốc đi vào vùng biển của Việt Nam và gây khiêu khích trong vùng kinh tế. Và giới quan sát cho rằng với việc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phải cúi gằm mặt trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để đọc cho xong không sai một chữ nào bài phát biểu gần 10 trang giấy đã in sẵn, đã nói lên phần nào quan điểm bảo thủ và thiếu độc lập của Bộ Chính trị Việt Nam, đã không thể nêu tên Trung Quốc ra trước quốc tế. Và đương nhiên thông qua những dòng tin như thế này các bạn cũng sẽ thấy rất rõ điều đó. Ông Phạm Bình Minh nói thêm trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng chúng tôi thúc giục các bên liên quan ở Biển Đông tôn trọng luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc UNCLOS 1982, vốn được coi là một hiến pháp của đại dương. Nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Biển Đông rất quan trọng về mặt chiến lược đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Những nỗ lực của các bên liên quan đã đưa lại những kết quả tích cực trong việc giải quyết những khác biệt và tranh chấp. Luật quốc tế là nền tảng cho quan hệ công bằng giữa các quốc gia, hành động của chúng ta phải tuân theo luật quốc tế. Việt Nam tin rằng việc tuân thủ luật quốc tế là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn xung đột và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các tranh chấp. Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực để giải quyết tranh chấp bằng qua biện pháp hòa bình theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật biển quốc tế, bao gồm cả đàm phán hòa giải và qua cơ chế tòa. Đây là lời của ông Phạm Bình Minh, và không hề nhắc đến bất cứ một dòng chữ nào tên Trung Quốc, mà chỉ nói là các bên liên quan mà thôi. Thì đây là điều mà đã
làm cho nhiều người dân thất vọng về cái bài phát biểu của ông. Và tự đương nhiên cũng có một luồng thông tin khác nói rằng là với vai trò của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì chỉ nên nói theo hình thức ngôn ngữ ngoại giao như vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại thì thấy rất rõ ông Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó vào ngày 24 tháng 9 năm 2019 cũng tại vị trí đó, cũng tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng ông đã phát biểu rất rõ ràng và chỉ rõ Trung Quốc, chỉ rõ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là những cái điều đem lại cái đau khổ cho người dân. Và có lẽ các lãnh đạo của Việt Nam nên học tập và nói thẳng những cái điều đó trước quốc tế, thì có như vậy thì các nước trên thế giới mới biết Việt Nam cần gì và mới có thể giúp Việt Nam được. Ngay sau đó, sự phụ thuộc của Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã được xác nhận khi hôm nay ngày 29 tháng 9 chúng ta được chứng kiến gần như đồng loạt tất cả các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tỏ lòng trung thành với Bắc Kinh khi họ tới tấp gửi điện mừng chúc mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Và hình ảnh tràn ngập trên các báo nhà nước tại Việt Nam đều đăng hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình bắt tay nhau. Đằng sau lưng là chúng ta thấy là tượng Cụ Hồ cũng như quốc kỳ của Trung Quốc và Việt Nam. Và trong những cái điện mừng này thì nội dung y như nhau, và chúng ta sẽ đọc thấy rằng là lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện chúc mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lật chiến thư. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy rất rõ, là ông đều minh họa cho những cái điện mừng này là ảnh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay và thân thiện với ông Tập Cận Bình. Đây là cái điều mà các bạn có thể xem thêm ở trong nước. Và người gửi đi bức điện mừng sớm nhất cho Trung Quốc thì đương nhiên các bạn cũng đã thấy trong những nội dung điện đều nói rằng Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Nhưng một cái điều rất đặc biệt là trong suốt gần 3 tháng qua, khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 và các đội tàu hộ tống đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam để thăm dò, thì chính Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã giữ im lặng hoàn toàn. Dường như ông với vai trò của người đứng đầu đất nước không biết sự việc an nguy đến chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Và chỉ khi đến ngày Quốc khánh Trung Quốc, ông mới xuất hiện rất sớm, vui mừng và gửi những cái điện mừng ngay lập tức đến Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Đây là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam nên nhìn lại cái hành động của mình trước chủ quyền đất nước cũng như trước vận mệnh quốc gia. Và chu đáo hơn thì trước đó vào hôm 26 tháng 9 năm 2019, Bộ Chính trị đã cử hẳn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mang lẵng hoa lớn tới chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc tại buổi chiêu đãi của Đại sứ quán Trung Quốc được tổ chức ở Hà Nội. Mặc dù thì việc này có thể giao cho một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm là đủ. Và hình ảnh mà các bạn thấy rất rõ, đây đã được báo trong nước đăng, tuy không nhiều nhưng cũng đã có đăng, là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Và đây là lãng hoa của ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Và qua cái việc này chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Việt Nam, đặc biệt là hai đảng Cộng sản, luôn luôn có mối quan hệ rất khăng khít với nhau, và sự đổi mới và sự phát triển của Việt Nam phụ thuộc vào cái nhận thức của người đứng đầu Đảng Cộng sản, đó là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như là những người trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Và cái điều này sẽ phải làm rõ hơn trong thời gian tới, khi ngay trong lúc này Trung Quốc vẫn tiếp tục có hành vi xâm lấn và đe dọa cưỡng đoạt chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Và từ New York thì ngay sau khi phát biểu trước Liên Hợp Quốc thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã bản thân đã thấy ông bạn Phạm Bình Minh phải vội gửi điện chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc. Và chúng ta đây là hình ảnh của ông Phạm Bình Minh trong cái cuộc họp tiếp theo tại Liên Hợp Quốc. Và nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Trung Quốc-Việt Nam Vương Nghị. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, và đây là nội dung mà ông Phạm Bình Minh sau khi phát biểu phản đối nước ngoài tại đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam và làm phức tạp và không dám chỉ Trung Quốc, nhưng sau đó ông ta lại lập tức phải viết điện mừng để chúc mừng Trung Quốc. Thì đây là cái điều rất
đặc biệt của Việt Nam, mà không phải chỉ một, mà tất cả các lãnh đạo, gần như lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đều phải gửi điện chúc mừng Trung Quốc, và thậm chí đã gửi cả Phó Thủ tướng đến dự tiệc tại Hà Nội. Thì đấy là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái quan hệ hai đảng vẫn rất có cái rất đặc biệt. Và với các diễn biến trên, chúng ta thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có cố chứng minh rằng mặc dù mở ra quan hệ với Mỹ, nhưng Việt Nam vẫn là một nước chư hầu của Trung Quốc. Và ngay cả khi nhà cầm quyền Bắc Kinh tuyên bố khu vực bãi tư chính và toàn bộ 80% trên Biển Đông là của họ, thì những lãnh đạo cấp cao của Việt Nam vẫn không hề làm gì khác mà chỉ dám nêu quan ngại do nước ngoài gây ra trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Và những hình ảnh mà các bạn có thể thấy tại những báo chí nước ngoài đã đăng, nhưng ở trong nước không hề đăng, những công bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc như thế này. Đó là phát ngôn của ngày 18 tháng 9 năm 2019, phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc Hà Nội khai thác dầu khí ở bãi tư chính từ hồi tháng 5 đến nay vi phạm thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, vi phạm điều 5 trong tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông và vi phạm các khoản liên quan trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Ông Cảnh yêu cầu với Việt Nam ngưng ngay lập tức các hoạt động đơn phương xâm phạm để trả lại sự bình yên cho các vùng biển liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, hợp lý và không có gì phải phàn nàn. Và với tuyên bố này của Trung Quốc mà báo chí trong nước đang giấu giếm, 90 triệu người dân Việt Nam họ không đăng, thì như vậy Trung Quốc rõ ràng đã công nhận và tuyên bố chủ quyền của họ ở bãi tư chính ở khu vực Biển Đông, và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã mất vào phía Trung Quốc khi họ đã nói như vậy. Và Việt Nam thì bên cạnh đó lại vẫn cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ quý giá trong các cuộc chiến tranh, nhưng họ quên rằng thay vì trước đây khi cuộc chiến nổ ra, thay vì khuyên can và thúc giục giải quyết mâu thuẫn bằng các biện pháp hòa bình, thì Trung Quốc lại cung cấp súng đạn và các loại vật phẩm khác cho miền Bắc để hai đầu đất nước lao vào bắn giết nhau, đem đến cái chết cho hàng triệu sinh mạng người dân Việt Nam. Đây là một tội ác chứ không phải ơn huệ gì. Và các bạn đã thấy rất rõ hình ảnh của tang thương của người dân Việt Nam ra sao khi miền Bắc và miền Nam đã cầm súng bắn nhau, anh em trong nhà, bố con bắn nhau. Và đây là cái điều mà rất đau xót đối với người dân Việt Nam, mà chúng ta cần phải cảnh giác khi quan hệ với Trung Quốc và khi có những cái thỏa thuận với Trung Quốc, và điều đó không thể được lặp lại. Để Việt Nam thực sự độc lập và đất nước thực sự tự do và bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của mình trước người đồng chí Trung Quốc tham lam, thì Đảng Cộng sản Việt Nam nên tự giải thể và tổ chức bầu cử tự do. Hãy làm điều này trước khi trở nên quá muộn trước sức ép của lòng dân. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những điều các bạn mong muốn được cập nhật thông tin. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và chuyển đến các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần tới. Lê Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.